Theo thông tin mới nhất vừa cập nhật, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội dự báo dịch đã bước vào giai đoạn thoái trào, tuy nhiên khó kết thúc sớm. Hệ thống y tế dần trở về trạng thái bình thường mới. Trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội chiều 20 tháng 4, ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, Hà Nội đã kiểm soát tốt tình hình dịch COVID-19. Hầu hết xã phường thị trấn đã về cấp độ dịch 1, sẵn sàng bước sang trạng thái bình thường mới. Các thủ tục hành chính được giải quyết thông qua hỗ trợ của các lực lượng, các tổ COVID-19 cộng đồng và công nghệ thông tin. Ông Cương dự báo dịch đã bước vào giai đoạn thoái trào, tuy nhiên khó kết thúc sớm. Số ca mắc chuyển nặng sẽ tiếp tục giảm, cần trọng tâm và điều trị giảm tử vong. Hệ thống y tế dần trở về trạng thái bình thường mới. Hiện Hà Nội đã triển khai chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi từ ngày 16 tháng 4. Đến nay, toàn thành phố đã tiêm được 33.626 mũi trên 370.631 trẻ, đạt 9,1%. Kết luận hội nghị Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng cho biết, trong tuần qua số ca mắc COVID-19 đã giảm sâu nên các hoạt động đến nay cơ bản trở lại bình thường. Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Trử Xuân Dũng yêu cầu Sở Y tế hỗ trợ các địa phương chủ động đảm bảo an toàn trong công tác tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm có đánh giá về tình hình hậu COVID-19 trên địa bàn thành phố để có giải pháp ứng phó hiệu quả đặc biệt là những đề xuất với Bộ Y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân hậu COVID-19. Ngoài ra, thì Sở Y tế tiếp tục ra soát các cơ chế, chính sách hỗ trợ lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch. Đối với các địa phương, ông Dũng yêu cầu thực hiện nghiêm phương châm bốn tại chỗ, chú ý công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, đeo khẩu trang nơi công cộng, chú trọng việc tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi an toàn, khoa học, tuyệt đối không để xảy ra bất cứ tình huống sai sót nào. Về hoạt động của các cơ sở thu dung điều trị cho bệnh nhân COVID-19 thể nhẹ và không triệu chứng của thành phố, Phó Chủ tịch Hà Nội cho rằng việc giải thể các cơ sở này trong bối cảnh hiện nay là cần thiết nhằm tránh lãng phí các thiết bị y tế và huy động đưa vào sử dụng lại khi cần thiết. Trước tình hình dịch bệnh Hà Nội ở mức ổn định, hầu hết các phường xã về cấp độ 1, số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 trên địa bàn đã giảm mạnh. Điều này cho thấy dịch bệnh đã bước vào giai đoạn thoái trào. Tuy nhiên, việc kết thúc dịch là điều chưa thể khẳng định. Do đó, lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng đã có hướng dẫn cụ thể cho người dân chủ động thích ứng với dịch bệnh trong tình hình mới. Song song với việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng dịch, tuyệt đối không lơ là triển khai tiêm chủng vaccine cho trẻ em an toàn hiệu quả.